Rồi, em Vũ mến chào anh chị em mình ha. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2022. Thì trước mặt anh chị mình là những cây linh sam siêu bông. Giá rẻ nhất á, là 50.000 cây. Và cao nhất á, là 250. Nhưng mà rẻ nhất á, thì có 3 cây. Còn cao nhất thì chỉ có một cây thôi. Còn những cây kia thì 100.000, 150 cây, trung bình đó, 150 cây. Thì linh sâm siêu bông này được bứng lên, tức là có những cái cây mà tàn rất là to luôn. Rồi bên mình mới bứng, bứng xong mới cắt, mới làm vô cái bầu này trong khoảng chậu C7, C8. Thì những cây như vậy thì đến tay anh chị mình thì có thể sửa và tạo hình được. Do số lượng của em Vũ nhiều thì cái video trước á, là video linh sam tấn phất hồng, thì bữa nay là cái mã số từ 70 10 đến số 85, 15 cây nha bà con mình ha, 15 cây ha. Thì đây là cái video bán lẻ giá tại nhà nha, giá tại nhà để cho anh chị mình, nhiều khi mình cứ báo giá bao ship rồi bà con mình không có ngán cái tiền. Tại cái cây, mỗi cái cây vậy là phí 50.000, em báo luôn. Ví dụ như giờ cái cây, những cái cây mà 150k là giá 150.000 là giá tại nhà, còn ship đi là 200. Còn ví dụ như cái cây này 100.000 thì ship đi là 150 ha, bà con mình. Thì anh chị em mình tham khảo, ở trong đó cũng có những cái cây mình khuyến mãi nữa. Đó. Rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Hôm nay anh em mình chờ đợi những cái cây linh sam siêu qua mà em đăng lên. Cây đầu tiên là cây số 70 ha, ngày 7 tháng 11 nè bà con mình. Thì mình báo là cái lô này là cộng phí ha, cho dễ cho bà con mình. Đây ha. Thì những cái cây linh sam này ha, sung tốt lắm nha. Đây là lá thì mình để như vậy nè, để cho bà con anh chị mình về, bà con anh chị mình tự sửa cho nó dễ, nó đỡ phí ha. Đây lá chân nè, ha anh chị em mình trước khi sửa thì lại lá giùm em nha, rồi sửa ha. Con 150 cây à, người ta đi đào, người ta bứng, người ta vô chậu như thế này. Đây thì giá là mắc thì chắc cú là không có mắc rồi, nhưng mà vấn đề anh chị mình có cần hay không ha, cho nên là nhu cầu thì mỗi người mỗi khác nha bà con mình nha. Đó. Lúc mà mình đăng tấn phát hồng thì anh em mình cần mua siêu bông. Đó. Cho nên là theo lời góp ý nữa, mình đưa lên siêu bông cho anh chị em mình lựa. Đây số 70 nha. Thì cái hình thức bán hàng của em á là giờ gia đình mình gọi qua số điện thoại 0987 557 550. À Vũ ơi, cái cây 70 này còn không? Còn là anh cho địa chỉ. Đó, còn giá cả thì bên mình đã nói rồi ha, cây 150 á, ngày 7 tháng 11. Còn một cái nữa là có thể qua gửi qua Zalo. Zalo là 0987 557 550 hoặc là 0833 557 550. Zalo thì chậm hơn anh chị mà mình ha. Đây không phải lúc nào mình cũng cầm máy, cho nên là gia đình mình gửi Zalo thì còn thì mua chơi. À, rồi hễ mình có chỗ khác thì thôi, mình lấy cái khác. Cây 71 đây cũng 150 luôn nha. 71 150.000 ha. Thì sai thì mình không có báo nha, tại vì cái chi tiết thì như thế nào thì anh chị mình cứ coi vô cái cây nè ha. Đó. Nuôi gì là dễ cho bà con mình rồi. 72 cũng 150 nha. Đây. À, 73 thì 100.000. À, 73 100.000. Gia đình mình mua một cây em cũng gửi ha. Đó. Thì nói cho anh chị em mình biết, chứ bây giờ cây giống mà mua em bán có mười mấy 20.000 á, thì mua một hai cây thì hơi khó cho em. Cho nên là nếu mà bà con mình có nhu cầu mà mua cây giống á thì có thể mà mình mua mua chung thêm vài cây nữa ha. Đó, những cái cây này chưa có sửa dây cho nên là nó cũng dễ, nó cũng thuộc dạng cây phôi rồi. 74 cũng 150 luôn nha.
trăm rưỡi ha, 73 là 100.000, 74 trăm rưỡi nè. Thì cái size nó hơi to hơn xíu, mình đánh giá thử vào cái size nhưng mà con mình ha. 75 là tắn hai màu, thì cũng có một số bạn hỏi là tắn hai màu thì thật ra là có một vài cây thì em không thể nào mà em đi tìm em lựa, vườn em có nhiều. Xíu nữa mình quay những cái bài mà chưa lên số cho bà con mình coi. Nó 100.000 ha, giá tại nhà tắn hai màu nha. Đương nhiên là cây ghiên nha bà con mình, 76 50.000 ha. Đó, 50.000. Cây này mà bán 100.000 thì cũng được, nhưng mà thật ra là nhiều anh em rất là dễ ha, rồi cũng có già anh em cũng khó, cho nên là thì đương nhiên rồi, cây này nó nhỏ ha, nhỏ nhưng mà nó cũng vẫn lớn hơn cây tắn hay màu. Tắn hay màu nó khác nhưng mà con mình nó lâu lớn hơn, cho nên anh em mình không thể nào so sánh giữa cái giống này và giống kia được, chỉ có một cây tắn hay màu thôi ha. Siêu bông đây số 77 trăm rưỡi nha. 150.000, 78 200.000. Gia đình mình thấy cái tay em bóp không sát nè ha, nè bóp sát vô nè ha. Cây này thì hơi to ha. Đó. Đây 200.000 nha mà con mình ha. Ở ngoài là như gì là cái tàn nó lớn lắm, cây linh sam mà. 150 79 ha, 150 là 79. Đây số 79 nha. Mình quay xa quay gần cho bà con mình coi nè. Đó. Và cây to nhất, cây nói chung là cây này dáng nó con bộ có duyên ha, 80 là 250. Thì thân nó cũng nứt nứt gì mà cây linh sa mà nứt nứt gì là không quan trọng nha, không sao nha ha. Nếu mà bà con mình mua cái cây mà từ 1 triệu 2 triệu á thì mình lo lắng ha. Còn cây linh sa mà giá 250 cây to thế này đã ha, có duyên thì nó không có cái nứt nứt đó là một cái nghệ thuật ha. Cái đó ví dụ như cái đó là do mình thôi ha, do mình có thích hay không thôi ha. Em định giá nó là 250 nha. Đó. Gốc nữa củ đế nở nè, em ép chậu luôn rồi cho bà con mình ha. 81 150 nha. Đó. 81 150.000. 82 là này chắc 150 gì quá. 82 này đúng ra 150 nào mà bán 100.000 thôi. Cực lắc ha. Đây. 82 nha. 83 là 100.000, nó nhỏ ha. Này 50 à. 83 giá là 50.000 ha. Đây. Quay quái ha. 50.000 giờ không biết làm gì luôn. 84. 84 là 50.000 luôn. À, hai cây ha. 85 là bự hơn 150 ha. À, nếu mà mình tính cái video mà mình thuê á, cái lô này thì không thể nào mà bán lên mà là có giá lời được. Một cái video là từ giá 150 y 1 triệu rưỡi bà con mình. Nói cho nên là cái chuyện này là chuyện bình thường ha. Nếu mà nhà vườn nào quay thì cũng phải hiểu. Thuê YouTube quay là 1 triệu rưỡi video tới lên 2 triệu luôn nữa ha, tùy theo cái trình độ và cái kênh số đăng ký. Nhưng mà anh em mình mua thì anh em mình biết đó là cái người mà bây giờ là nó phụ mua bán nó phụ thuộc vào rất nhiều là về cái quảng cáo của con mình và cái độ mạnh miệng của nhà vườn. À, phụ thuộc vào quảng cáo, tức là kênh phải lớn, kênh phải nhiều người đăng ký. À, thứ hai là độ mạnh miệng của nhà vườn, thí dụ như tắn hay màu này phải đưa lên là siêu bông, tắn hay màu siêu bông ha. Đó, linh sam cũng gọi là siêu bông, thì linh sam là linh siêu bông rồi, thì bình thường vậy. Đây siêu bông đây,
Đao điểm siêu bông, kim xung minh siêu bông, cái đó là em không nói được nha. Đây siêu bông, đây là cây này, cây nhỏ xíu đây nè là giống siêu bông. Còn này là song hình nha. Còn mạnh miệng nữa là nói song hình siêu bông. Nói vậy thì để cho người ta thấy siêu bông, người ta phái, người ta mua. Chứ em có nói được ha. Trách nhiệm của em là em giao đúng hàng. Để mình ra mình quay mấy cây mà sắp sửa mình còn nhiều lắm nha. Đây nè, nguyệt quế này nè cũng siêu bông. Cây nguyệt quế này là không có bông. Nhiều số và anh em dạng như là mình nói là người quế này nó ít bông lắm. Không, em thấy nhiều nhà vườn khác mà nói nguyệt nguyệt quế lá gí mà nói siêu bông chết luôn. Làm gì là ảnh hưởng ha. Không không phải nguyệt quế nào cũng siêu bông đâu. Cây này nay cắt ra nè, cây tán phát hồng nè. Cắt cái một đầu nó ra một đầu nè. Nuôi rất là lâu cái đoạn này. Những cây siêu bông á, mà mình để dưới ở dưới phía dưới đất á, nó thì cái lô này là nó chưa có khỏe nè, dạng như là nó ra nắng lâu rồi, đây ra nắng nè, không. Nhưng mà những cái lô khác là nó lớn hơn. Đó, về nhìn về cái lá, đó cho bà con mình đang ngày sáng mình nhổ khúc này nè, nhổ nhổ rồi tới luôn ha. Thì thông qua cái video này thì số anh chị mình là cái lái. Lái mà mình mua đi bán lại, có thể mình lại mình coi cái lô nào ha. Em sẽ gả luôn cho bà con mình. Thì gãy rồi nó sống nó khỏe mạnh rồi. Lá nó già rồi bà con mình ha. Đây, nắm lại cây nè. Gia đình mình thấy không? Ha. Đó, cho nên là ha. Đó, thì gia đình mình thấy những cái cây như thế này đây. Còn anh em mình ở xa thì những cái cây có mã số thì mình mua ha. Không mã số như thế này đây thì đợi mình đánh mã số, chứ để mình đăng lên nó giao không đúng cây thì thành ra là mất uy tín nha. Đó, 86 cũng ra nắng luôn nè. Hôm nay mình thấy không? Cây Linh Sam là nó ưa, rất là ưa nắng nha. Đó, rất là nhiều. Đây là cái vườn đó. Thằng này là song hinh nè, song hinh không phải là song hinh siêu bông đâu, nó song hinh siêu bông nó dốc. Đây 86 ha, 86 chắc hầu như là mình đưa lên đó là do giá nó cao sao á, thì ít anh em mình mua ha, cho nên là có thể mình tạm ngưng. Tại vì khi mình đưa cái lô nào lên thì anh em mình không mua là lý do thứ nhất là thời tiết lạnh, hay là anh em mình chưa biết sửa, hay là chưa biết về Linh Sam 86, cho nên em ngưng cái lô như vậy nè. Bông ta vô trong chậu này nè. Còn cái lô nào mà lên anh em mình ủng hộ ha, mua nhiều thì mình sẽ đăng đăng lên mình bán hoài. Đó là cái cách bán hàng của mình, tại nhiều khi cái cây đó nó không phù hợp với bán thôi ha. Gia đình mình lưu ý cái cách bán hàng của anh em nha. Nhiều khi cái cây đó phải tạo hình như thế này đây rồi như thế nào đó người ta mới mua được. Đây đây nè, hàng trắng hai màu em còn nhiều này. Còn nhiều chứ không phải không có đâu, nhưng mà để nó khỏe mạnh mình mới đăng lên mình bán cho bà con mình được đó. Cho nên là rồi ha, mình xin kết thúc video tại đây ha bà con mình nha. Đó, trời nắng thì mình phải đi tưới cây nữa ha.